Đây là tháng thứ 11 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả 2 tháng đầu năm 2014, tổng doanh số bán ô tô của Việt Nam đạt khoảng 18.400 chiếc, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh số bán xe ô tô con đạt trên 12.800 chiếc, tăng 44% và doanh số bán xe tải tăng 29%. Doanh số toàn ngành năm 2014 vẫn tiếp tục được dự báo có thể đạt 120.000 xe, tăng 9% so với năm 2013. Cũng theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 5.234 xe, giảm 34% so với tháng trước.